Ok, hello chào anh em, lại là mình đây. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 thì mình sẽ đầu tư vốn rất là nhỏ anh nha. Vốn ngày hôm nay có 1M3 thôi. Thì mình chơi bộ môn liêng anh em ạ. Bộ môn này thì nó rất là nhiều cách chơi, nhưng mà mình chơi theo cách gọi là ít một thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần chờ liêng, đấy, chờ liêng chờ sáp ra được thôi. Anh em cứ chơi theo mình là ăn đấy anh em nha. Bắt đầu ván đầu tiên anh em này. Mong rằng 4 điểm bỏ anh em ạ. 4 điểm bỏ ngay, không phải xoắn anh em, không phải xoắn làm gì. Đấy, em chỉ cần cứ chờ liêng chờ sáp bài cao đánh. Đấy, mỗi ván anh em mất có 10k thôi anh em ạ. Không anh em chơi bàn to cũng được. Đấy, em theo anh cái đấy. Càng đông thì càng tỷ lệ thắng. Úp bài anh em nha. Bài này xấu, úp bài thôi. 4 điểm thì bắt không được gì đâu. Đấy, anh em nào chơi thì tải về chơi nhá. Link tải game dưới phần mô tả luôn. Đấy, bộ môn liêng này bộ môn khá là hay mà mình khá là thích. Mình chơi bộ môn này gọi là ít khi thua lắm, nhưng mà hầu như là không có cửa thua. Đấy, rất là ít. Nhỏ này coi âm lượng này. Thêm cược kìa, con này đánh lâu thế nhở. Ván đầu tiên là nó căng thôi. Thêm cứ 10.000 một. Ôi giời, ôi giời, hai thằng này là thánh nha. À, xem bài giấy bịp tôi à. Ôi thôi, đánh đài đi bạn ơi. 200.000 mà đánh đi đánh lại này thì chết thôi luôn đấy. Tôi đây còn làm video tôi đánh cho các bạn xem đây thật. Ngồi này xem thì toang. Tắt tay đi. 10.000 một là chết à. Ôi ơi, căng nhờ. Hai thằng này nhây thế nhở. Thằng này quá nhây anh em ạ. 230k kìa, 240k kìa, 250k kìa. Áp hết rồi anh em ạ. Còn này chơi theo kiểu gọi là nhây với nhau. Cuối cùng cũng chẳng không có một nước gì đâu anh em. Đấy, không ngán. Bao nhiêu người đang đợi mà thằng này. Ở cái phòng này thì mình không thoát ra được mọi người nha. Thoát ra nó vẫn tính là người trong phòng này đấy. Nên là anh em chơi liêu anh em đừng có thoát ra. Từ khi nó hết ván. Đấy, tắt tay đấy. Còn gì ở đâu mà khóc với sầu. 8 điểm 7 điểm mà cứ tố đi tố lại như thật anh em ạ. Đánh như thật luôn. Liêng. Ui trời, 7 điểm à. 7 điểm liều phát nhá. Em có liều ván này không? 7 điểm ván này liều phát đi. Theo luôn. Được, khá. Bạn khá lắm. Lại thêm à. Thêm vài cái đấy. Một nhà bỏ. Cái này làm sao? Bỏ không? Theo. Cùng tố luôn ạ. À. Bài mình khá là xấu anh em nha. Mình úp thôi. À thôi, còn hai nhà này. Theo luôn cho xong. 19 điểm kìa. Được, không sao. Cứ bình tĩnh. Cứ chờ ván liêng được thôi. Hầu như anh em cứ bỏ hết cho tôi. Ván có 10k thôi mà. Mất có 10k thôi. 5 điểm bỏ luôn. Bài khá là xấu anh em ạ. Bài khá là xấu. Chỉ cần đúng một ván liêng người ta có thể gỡ gạo lại được. Kiếm ngày 1, 2, 3, 500 thoải mái. Ốp. Rồi 8 điểm. Ăn 3, 5, 5. Ván tiếp theo nào. Bao nhiêu điểm đấy? Liêng. Ui rồi ôi. 3 ván bài đều xấu anh em ạ. 3 ván bài siêu xấu luôn. Căng nhẹ. Bây giờ lỗ mất 70 anh em nha. Lỗ 70 rồi. Mình lỗ này đó mình treo mất 50 đấy. Không thì anh em cứ bỏ mỗi ván hết có 10.000 thôi anh em. Rất nhẹ nhàng. Mỗi ván có 10.000 thôi. Không cái nhẹ kìa. Thôi chứ. Nhà đừng có nhây. Nhây. Con này nó nhây rồi anh em. Quy 9 điểm. Được. 9 điểm win là đúng rồi. Như là cái liêng cái sáp hay hình nào nhờ. Chờ đi, trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc đấy. 8 điểm ngon ngay. 8 điểm theo thôi anh em. Bài này không to lắm nhưng mà theo cố theo thôi. Theo luôn. Bây giờ mới mất có 80 cành thôi. Vẫn đang còn tiền. Thoải mái. Ra cái gì đây? Nhanh lên bạn ơi. Bỏ luôn. Cái này làm sao? Bỏ luôn à, theo. Sợ quá cơ. Sợ lắm đấy. Sợ giờ 8 điểm đấy bạn ơi. Ý dồi ơi, nó lại nhẹ nhàng như vậy đây anh em ạ. Lại hòa vốn anh em ạ. Thua 5 trận thắng trận lại hòa vốn. Đấy, dễ dàng không anh em? Phải kiếm đôi lít 6 điểm bỏ tiếp anh em nha. Ngày hôm nay khả năng mình không may mắn rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng không để lỗ anh em nha. Không may mắn mình sẽ cố gắng không để lỗ anh em. Úp thôi, 6 điểm úp chắc rồi. 89 còn chơi được 6 điểm úp chắc. Úp chắc chắn luôn. Hai chân nó lên đẹp thế. Một nhà bỏ, hai nhà bỏ, ba nhà bỏ. Còn ba nhà này 1M3 phần đấu đánh lên 1M5 là ăn được 200k là cũng đẹp rồi anh em ạ. Ngày đôi lít là cũng khá là nhẹ nhàng đúng không? Tiếp theo đi. 8 điểm ăn đúng. Mình bỏ cũng là đúng rồi đúng không? 6 điểm đánh đấm gì? Liêng 8 điểm được đấy anh em ạ. Cao đấy, 8 điểm là cao đấy nha. Theo luôn. Ai sợ ai chứ? Rồi tố phát cho bọn này nó chạy mất dép này, này. Thêm theo luôn thôi nha. Theo luôn. Theo nhẹ thôi. Bài này nó cũng sơ bọn có 9 đấy. 4 nhà có 9 là chắc rồi. 9 điểm biết ngay mà. Hay mình không bị bọn này nó lì lắm. Theo 9 điểm làm theo luôn anh em ạ. Còn 3 nhà thôi. Thấy không? 7 điểm to rồi đấy. 3 nhà này là 7 điểm to rồi anh em nhá. Đồng thì nó đây 3 nhà 7 điểm cực kỳ to luôn. Theo 7 điểm. Ôi trời ơi. À 7 điểm ca kìa. Căng nhờ, 7 điểm là to rồi mà. Đây ván này ăn mình sướng này. Ván này đông em này, thấy không? Ui lại ra 6 điểm kìa. Bài là siêu xấu vậy. Ai à, sao bài xấu thế nhở? Chưa ván nào đẹp anh em ạ. Chưa bao giờ lên được 9 nút này. Ngày hôm nay ngày gì vậy? Em quá. Phấn đấu lên 1/5 bằng phó này. Tôi theo cái phương án to đánh thôi. Quyết tâm đánh từ đầu đến cuối là như vậy. Không được là rung động anh em ạ. Anh em ham hố vào chết đấy. 4 điểm, phải 46, khả năng mình thoát ra vòng khác thôi. Khả năng xong ván này mình thoát ra vòng khác anh em nhé. Vòng này không ổn rồi. Vòng này là không ổn thật rồi đấy. Thôi gì kìa, thằng này vứt luôn. Đánh trục ván chưa ván nào đẹp anh em ạ. 8 điểm cao nhất thôi. Đen. Con này nó chia kiểu gì vậy? Làm sao? Cửa bài đi. Ê rồi ôi cái thêm này có đến sáng mai à? Thêm 30, 170. Đánh 50k đúng không? Thêm. À này lì đấy. Thêm. Lì đấy. Liệu có thêm hay không? Lại tố kìa. Sắp hết tiền rồi. Thêm. Nhà này sắp hết tiền rồi anh em ạ. 70. Úi nhanh thế nhờ. Cho nhà này hết luôn. Nhà này thua chắc 100% rồi. Sâu đôi gì để xác định thua rồi. 186k còn được 3 ván là thôi. À 3 là tố là thôi. Tất tay này hay nhanh đi còn. Bây giờ thêm cược. Đỏ ăn thôi à. Tố cái nhẹ. Lại hai ông. Thêm. Một thằng thêm một thằng tố. Ván cuối cùng thôi. 66k. Thêm. À. Thêm cược. Tất tay. Ý giời ơi, có 26.000 mà cũng ít phát. 9 điểm ảnh. Quá mẹ. Bú là đúng rồi anh em. Bú là đúng rồi. Vào phòng này đi con. Này không đủ à. Ok, mình vào phòng này phát anh em nhá. Cái phòng kia mất 80.000 không ăn thua nhưng mà đánh lâu quá. Liêng. Ui 5 điểm kìa, 988 kìa. Theo luôn. Úp thôi. Chờ cơ hội anh em nha. Mình sẽ cố gắng đánh làm sao đúng lên được 1/5 anh em. Ít nhất phải lơ được 200k. Ván này to thì dễ đứt lắm anh em. To rất là dễ ra đi. Chơi trải nghiệm thôi. 500 liêng này anh em thấy không? 345. 9 điểm vứt. Liêng cho bọn này bốc hết đi. Con này liêng này, 6 này, 3 này, 9 rồi đúng không? Ui rồi, đẹp 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 đẹp. Này thì đẹp, này thì đẹp, tất tay 9 điểm. Tôi nặng như vậy cơ mà. À cày mấy ông này lắm rồi đấy. Ui rồi ôi, anh em thấy nhẹ nhàng không? Đúng một ván duy nhất. Ok. Ngày hôm nay thì mình chơi một ván duy nhất cũng là chiến thắng rồi. Đấy, 2M4 lời được 1 triệu em nhá, nhẹ nhàng, lì gọi là đợi chờ là hạnh phúc thôi anh em ạ. Đợi chờ là hạnh phúc thôi, anh em đừng có vội vàng. 9 này. Ui rồi ôi, ván này ăn tiếp này. 9 điểm. 2M3. Theo luôn. Ván cuối cùng anh em nha. Này 9 điểm thì ăn đấy. Tiki cơ mà, 45. Thật, 2 bài. Đánh không? Theo. Ai sợ ai chứ? Làm sao? Anh ơi. Ui rồi 9 điểm to hơn. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye anh em. Chúc anh em may mắn nha.